Thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hỗ trợ khoảng 1.300 tỷ đồng kinh phí khắc phục sạt lở bờ biển Đông. Hơn 10 năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu cùng với các hình thái thời tiết cực đoan, khiến cho bờ biển thuộc tỉnh này sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Hiện tổng chiều dài các đoạn bờ biển sạt lở đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm khoảng 84 km. Trong đó, bờ biển Tây bị sạt lở nguy hiểm với chiều dài 22 km, bờ biển Đông gần 62 km. Ngày 8 tháng 10 năm 2023, tỉnh Cà Mau được Trung ương hỗ trợ nguồn vốn để xử lý sạt lở tại quyết định số 1162 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 3 dự án khẩn cấp với chiều dài 7,6 km, kinh phí 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc Trung ương hỗ trợ vốn nêu trên chỉ giải quyết được 7,6 km trong tổng số 28,54 km, tương ứng với 3 trong tổng số 6 dự án sạt lở đặc biệt nguy hiểm bờ biển Đông trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tỉnh Cà Mau có tổng chiều dài 254 km bờ biển, nhưng đến nay đã có 187 km bị sạt lở. Theo số liệu thống kê lâm nghiệp giai đoạn 2011-2021, sạt lở bờ biển đã làm mất đất và rừng phòng hộ với diện tích khoảng 5.250 ha, tương đương với diện tích bình quân của một xã.